vào chốn thiền môn chưa chánh thiền quy nghiêm. Con chắp tay cúi đầu khấn nguyện, Nam mô Tam Bảo Như Lai, Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu xin chư Phật mười phương trên cao soi sáng cho tâm con sớm thoát khỏi chốn mê đồ. Do kiếp xa xưa tâm trí lâu mờ, con đâu biết đã gây bao trọng nghiệp làm khổ muôn loài bởi tánh vô minh. Chỉ nghĩ lại mình gieo tội ác với sinh linh, tâm ích kỳ xa đà theo bàn nhà. Nay trước mặt đại con quá quy nghi lại Đức A Di Đà, độ con qua bờ giải thoát. Phật
gót lòng trong sạch, phát niệm từ bi thương hết muôn loài, thực hành theo điều ngài dân dạy. Từ đây con buồn xa mọi ưu phiền, tâm chấp giận hờn ganh ghét hơn thua, danh vọng bạc tiền của thế gian điều già. Con biết từ đây giữ lòng thanh tịnh, khi bỏ thân này nguyện theo đức